tốc biến lên từ đảo Ngọc. Bảo Ngọc gom hai người cho tao, đấm hết dọc một đường xếp hàng cắt kéo bạn ơi, xếp hàng cắt kéo. A cũng tới lượt, A cũng tới lượt, cắt đầu trên đầu dưới cắt hết. Thích thì chơi, không thích thì chơi thôi, thích thì chơi, không thích thì chơi. Double kill. Hello, chào mừng anh đã quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với series bình luận Ranh Đồng, một series mà anh em rất là yêu cầu Văn Tùng làm. Trong khoảng thời gian gần đây thì nhiều giải quá nên không thời gian làm, nên là hôm nay thì bù cho anh em một số anh em nhá. Và idol chúng ta, idol Tớ Hận Cậu lại tiếp tục góp mặt trong series này cùng với các idol khác ở tại Đánh Sắt Việt Nam. Và để xem chúng ta sẽ có một kiểu đấu như thế nào. Let's go. Ok, đến với kiểu đấu này thì idol sẽ mang cho mình đó là giáo án Gwen nha các bạn nhé. Gwen support và mang cho mình đó là thú săn mồi đã dĩ vãng rồi các bạn ơi. Những ngọc tái tổ hợp như kiểu đó thu thập hắc ám nó đã dĩ vãng rồi. Ngày hôm nay idol sẽ mang đến một giáo án hoàn toàn mới. Trong khi đó khu đường trên chúng ta sẽ có cứ để tao lo cho Nhật, chắc là bạn thân cùng giường với Nhật. Maybe Cao Bảo Ngọc đi rừng với các bài Diana. Rất may đây không phải là MC Bảo Ngọc của chúng ta. Nhi 197 khu vực đứng giữa nhá. Tiến Hùng VP đi khu vực đứng dưới cùng với idol Tớ Hận Cậu. Whisky đẹp nhờ. Phía bên kia thì đó là Shinbo đi khu vực đứng trên cùng với Nearly của Hiếu Sky. Càng chắc Phan Sơn Tùng đây. Đứng giữa là Hero thì đang đấm nhau với lại Irelia của Nhi rồi. Nhi đang bắt đầu đấm tay liên tục, còn Quy còn thiêu đốt, đấm Quy và đấm luôn, mày làm sao. Lắc đang đi ra, đó là iBoss. iBoss 01 đang đi ra với tiếng khóa xịt. Thiêu đốt đánh tay tốc như thế. Kiếp sức, đấm mày luôn, tao đấm mày luôn, đấm Quy bạn, đấm Quy. Ui, đèn tê, đâu rằng thằng Sport này khó chịu thật sự. Trời ơi, ping 300 đây để chơi bời gì ông ơi, chết dở chưa. Tôi mạng miền núi à, trời ơi là trời, idol đã đi ra trước rồi. Được cơ mà con chó lắc. Trong khi đó khu đứng dưới thì idol bắt đầu. Má là lắc khó chịu thế nhở, Henry đi mang thiêu đốt thế kia bất ngờ thế. Cấp độ 2 đến ra lông quang quy chúng, đúp lúc chúng quy vào đánh tay rồi đợt thiêu đốt luôn. Thiêu đốt flat đánh tay thiêu đốt luôn, thiêu đốt luôn đó kìa. Hiên thế. Cứ để tao lo cho Nhật, không biết là Nhật là ai nhưng mà có vẻ như anh bạn cùng giường cùng chai dầu ăn với Nhật có vẻ là uy tín. Là như thế nào đấy nhở? Quang W chúng tốc biến lên chọc quy vào và chết luôn vị trí của Ray, không cần thiêu đốt các bạn ơi. Ui trụ đánh không đủ đà mà Nidalee lên vét bạn. Nidalee đang lên rất gần rồi, Hiếu Sky đang bắt đầu xuất hiện khu đứng trên với một tình huống cấp độ 3 đến từ Talon phóng lao xịt ạ. Chuyển dạng báo không có W đang là nâng quy e. Coi chừng Talon nó đớp phát chết luôn giờ. Có thiêu đốt đến từ Talon đang lách. Quá. Cái lủng mí. 3 phút chúng ta có 5 kill ở đây. Một game đấu đúng với tính chất ở rank đồng. Đường dưới đó là một tiếng băng lên từ idol rồi. Edry bớt sát thương Kai'Sa, hồi máu đi, hồi máu rồi nhưng vẫn chết. Đó là một tiếng tốc hành, tốc biến lên, tốc hành lên làm choáng xịt thành tay đến từ idol. E lên đánh tay có mạng rồi. Thằng lắc hết spell chưa, mày về hộ. Làm choáng khóa cái gì ở đây? Đó là mạng dành cho Irelia. Cái gì nhở? Sao lại vô tình đi ngang qua đời tôi thế này nhở? Idol đến núp rất ghê các bạn ơi. Hiếu Sky 1 năm một núp rất ghê. Ô không thấy thật kìa. Ôi. Như nào nhở? Ăn được không ta? Thôi, tôi thấy mất cua mất mạng rồi các bạn ơi. Tôi thấy là mất cua mất mạng rồi các bạn ơi. Ô ăn được cua rồi. Bắt rất tốt đến từ vị trí của Hero và đâm liên tục cao vào cọc gãy rồi. Đường trên Talon đang solo 1-1. Tốc biến chạy đến từ vị trí của Grave. W lại. Talon bắt cua qua tường tìm kiếm một tình huống solo kill với một tình huống quy đúp chúng. Sau đó có về được không này? Nearly rất cay rồi. Nearly rất cay và Talon quyết định đổi mạng hay như nào đây? Đang cố gắng lạng lách đánh võng, lách cái gì đây? Tốc trên thiêu đốt vào, tốc biến hồi máu ăn đứt về vẫn đột một đổi một bạn rồi. Được. Irelia mắc e, ôi lối cộng điểm rất dị và làm choáng tốt, đâm quy vào đánh tay liên tục đi kiệt sức rồi. Lắc vẫn đang đứng im đánh tay và Evry cũng đang trưởng nhưng sát thương có phải là hơi ít, dịch chuyển vòng bớt sát thương về thiêu đốt các kiểu, đâm quy đánh tay solo kill. W chúng quy vào đánh tay nội tại hay như nào đây? W chúng nổ thiên thạch quy vào e qua tường bị. Được bạn ơi, W chúng quy vào đánh tay nội tại phát một tay. Đéo đánh tay nội tại bạn ơi. Xử lý hay thế rồi mà, hơi đen. Đừng mà đi biết đi bot đi bro. Bro hắt nhi, HLC nhi. Xài lắc có mặt ở đây bị đánh tay, né làm choáng đâm quy và đánh tay tới chết, đánh từ nhà tới trường luôn. Bot vẫn đang PK, còn mid vẫn đang PK và Diana thì vẫn đang. Cái gì đây? Cay thế, tưởng chết rồi ạ. Thế không chết. Cái idol Talon cũng chặn ôn rồi. Diana vẫn AFK đứng ở đây ạ. Một trong số những game dị nhất mà tôi từng được theo dõi ở tại rank đồng này. Làm choáng, nó ok đâm quy vào đánh tay. Đi đâu đây? Ok Diana. Ok Bảo Ngọc bro. Làm cái gì đây bro? Cứ đứng đây thôi.
chơi chung net với cả thằng Tiến Hùng đấy à? Irelia vẫn đang đứng ở đây, dính một gọn lao ngay vào đít, sau đó thì lắc đến E làm chậm, quay ngược trở lại làm choáng, sau đó lên bảng, nhây vách cả đáy. Ô, cái gì nhở? Mày cậy mày AFK, mày đấm thằng AD, đấm thằng rừng tạo, mày, để đấy, thằng này đang đệ tao. Má, cái game gì đấy trời ơi. Thằng thì ping 300, thằng thì AFK. Ui, đừng dưới idol bắt đầu nóng rồi. Bắt đầu nóng rồi các bạn ơi. Mày làm sao? Mày, oh my god. Mày, dăm ba thằng bị out trình này. Bố mày không thích đánh, bố mày thích đánh. Lúc nào mày cũng chết, lúc nào mày cũng chết. Lúc nào mày cũng chết, quy. Mày, lúc đánh lúc nào chả chết các bạn ơi. Lại quăng W ra đến từ Tà Lộc. Và sau đó thì té thôi các bạn ơi. Đẩy nốt cái quay vào, Nidalee lại lên rồi. Nidalee nó lại lên rồi. Không biết là Hiếu Sky cay hay như là... Ô, bớt sát tui. Một phần xử lý rất cồng kềnh đến từ vị trí của Seed Boy. Ai đồ tớ hận cậu có xe chỉ luồn kim rồi, tao luồn hết chúng mày bây giờ. Tao luồn hết vào ấy chúng mày. Má, mà đề tạ thế nhờ nhả cho mình đó là xương làm bất bại ra. Đang quăng rút lui bạn ơi. Bên kia là Poke hơi đau. Rừng thì AFK rồi, AD thì chết sảng. Sau đó thì không ai xuống hỗ trợ idol cả. Irelia đang xuống rồi. Né rất nhẹ kỹ năng đối phương cắt và chiêu cuối lần 2 lần nữa. khổ thật sự đấy. Đường trên ta lông tung luôn cho mình. Đó là chiêu cuối. Tôi không biết làm cái gì cả để ăn lính ạ. Quăng W sau đó thì farm nốt được lính rồi về. Irelia lại xuống dưới rồi. Lại xuống dưới các bạn ơi. Tầm 11 phút thì đến mẹ nó 10 phút ở dưới boss rồi. Đặt E ra và sau đó thì làm choáng như thế nào đây? Làm choáng thằng Lắc luôn, làm choáng, ui, làm choáng quả nghệ thế. Đẩy chiêu cuối đâm quy solo kill 1 cân 2. Tiếp tục là những màn cân 2 đến từ vị trí của Irelia. Ta Long đã có cho mình Nguyệt Đao rồi. Bắt xịt đến từ vị trí của Hero nhưng đánh tay các cái chiêu cuối thiêu đốt các kiểu solo kill nữa rồi. Gồng W lên bảng. Cánh còn lại thì Idol cộng với lại cái sao vẫn đang đứng ở đây. Ở đường trên thì vừa rồi đó là một team của Gray đã về được. Lắc đánh tay liên tục, sai lát E ạ. Idol bật thú săn mồi lên, lạng lách đánh võng rất ghê. Bắn đi, bắn đi, bắn nữa đi. Làm sao mà chết, làm sao mà chết. Chết mẹ thằng AD. Em nhiều chuyện sự. Người ta về được thì đéo về đi. Cứ đứng lại là cái gì. Ốc chưa mang nổi mình ốc, cứ đứng đợi cover thôi. Idol bảo Ngọc thì vẫn cứ mua đồ ra đứng nhìn quái rừng như kiểu tình thân bấn thân vậy. Ô thằng Salad lại băng trụ idol rồi. Cắt quy ra phía sau. Con mẹ nó. Cây thế nhầm. Đâm quy lên đến từ Irelia đẩy chiêu cuối hai người đâm quy làm choáng hai người. Nó lại làm mượt, nó lại làm mắc ping thằng tiếp theo. Ô thằng nào đang bắt về kia, thằng Silas à? Double kill rồi. Tốc biến né bắt Kai'Sa của Tiến Hùng, tốc biến lên Tiến Hùng. E lên đánh tay quy đi. Ôi thôi Silas quay lại đồ vương. Mày đồ vương, tập chiêu cuối đấm mày luôn. Edry chưa dậy để cùng ánh sáng. Ôi phóng là khó chịu đấy, cũng khó chịu đấy. Xuống đấy, vả cái E. Quê phải đái các bạn ơi. Phóng lao thì như tun mà sau đó thì xử lý thì tấu hài. Phóng lao chúng chuyển dạng bạn, chuyển dạng. Đệ anh Hiếu Nidalee rồi, má. Gì vậy trời? Cứu, bên rất tốt đến từ vị trí của Đài Nà nhưng thôi về đi bạn. Ui đảo góc như giang lạc. Đánh tay đâm quy bạn ơi, một quy đó bạn ơi, hay rồi, Salad đến rồi, Salad tính phép. Ui, bết được hai xác đây là hay luôn đó bạn, chăng mờ đưa ra, làm choáng cũng đâm quy và ui, idol. Bết một phát hai xác các bạn không nói nhiều, đứng dưới mất trụ rồi, idol vừa nhả cho mình xương là bất bại. Irelia xuất hiện ở đây sau tiếng hòa thông nổ, làm choáng, ui lại mượt luôn, đâm quy vào đánh tay, lắc e quy tại chỗ cầu vòng tối thượng, chết luôn idol rồi đây rồi, sau đó thì lắc cũng đi rồi. Thì đấy nhờ, sao tin là đây cắm mắt ăn cóc ấy nhờ. cái thằng chó mẹ cóc của tao. Thôi làm choáng hai người, đâm quy đâm đẩy chiêu cuối W đâm quy thiêu đốt đâm quy ui mượt cầu vòng tối thượng xịt nhưng sau đó thì lên bảng cái đồ vườn lướt lên bắn ta lông đứt đi bạn đã hồi đứt rồi có về đấy không đấy các bạn ơi. Trăng mờ đến từ Bảo Ngọc đang xách cái lưỡi liềm của mình lên tìm kiếm bộ đôi bên phía bên kia và lao đã trúng rồi. E vào đổi góc rất nhanh và lại E vào đánh tay cầu vòng tối thượng từ xa mất máu nhiều quá. Bên kia thì Irelia đang băng trụ, có nỏ tử thủ cũng chết cả mà thôi. Đó là một tình huống 4 stack, tốc biến chói E đánh tay sát thương đủ đến từ vị trí của Lắc. Phía sau thì Nhi đang có vẻ là hơi yếu máu rồi. Ta Long Park cua con tường chạy được hay không đây?
lạng lách đánh võng các kiểu, lắc đang soi ạ. Irelia cuối cùng cũng đã chết phía sau rồi. Ủa, ôi, bước ngay thẳng với cái bụi có mắt, ăn EQ chết luôn. Ăn con xe đi, cái thằng cái xa này không hiểu. Idol đã nhiều như thế ở nhà Sương Lam, ta chiêu cuối luôn là như thế nào đây? Chiêu cuối lần 1 đánh tay, chiêu cuối lần 2, chiêu cuối lần 2, chiêu cuối lần 2. Ôi trời ơi. À. Cái thằng cây ra làm cái gì vậy? Hồi máu đi trễ. Người ta PK như thế thì người ta PK thì chạy, Nidalee tốc biến chạy sau khi ăn được con sứ giả rồi tốc tiến lên, đó là mạng dành cho vị trí của Irelia. Trong khi đó Ezreal đang bị đấm ở đây rồi, dịch chuyển vòng chạy rất tốt đến từ Lạc Thủy. Lắc support 11 xác các bạn ơi, fit thì 6 xác đấy nhưng mà ăn tới 11 xác của nó trưởng thốn vác cả đồi. Irelia cũng đang hai đồ, Talon bắt đầu bước ra nhưng mà Lắc còn hơi nhiều máu một chút. Làm cái gì đấy? Ủa cái thằng Ray đâu ra đây? Ray Tele ra đến nơi, thằng bị đâm liên tục bởi Talon cung ánh sáng. Nó trúng nhưng sát thương là không đủ. Idol đang ăn cho mình nó bãi người đá. Game thì cứ mệnh ai đấy chơi, việc ai đấy làm này. Không có tính kết hợp gì hết vậy. Làm gì đi chứ các bạn? Đấy, thằng AD lại dính rồi. Mà Idol bảo Ngọc thì sao rồi? Idol bảo Ngọc đang đứng ăn cho mình con Red. Talon nhìn cũng thèm quá, cho mình xin các bạn nhá. Cho mình xin, thế có cái nịt bạn ạ. Ui giời ơi, tính KS của người ta. Làm choáng đến từ vị trí Irelia chúng hai người, đâm chiêu cuối chúng bốn người. Sau đó thì chết luôn rồi, Talon bị kiệt sức ra quang cái W, sau đó thì đứt về và sau đó thì quy ngược trở lại, sau đó E chạy được hay không đây. Idol đã đến rồi, chúng mày thôi xong rồi, tiệm cắt tóc miễn phí các bạn ơi. Dyna đã có mạng rồi, Bảo Ngọc tiếp tục đánh tay tung trăng mở double kill cho Dyna. Idol vẫn đang cắt, sau đó đi ra nhấp nhà như kiểu là FCK luôn. Giao tranh nó là tầm thế giới các bạn ơi. Outing cái rank này rồi, rắn 3 rank sắt 2 sắt 3. Outing các bạn ạ. À, vẫn còn đang đứng lại nhầy. Ui, bị bết rồi bạn ơi, bị lừa rồi bạn ơi. Ui, non cái hen. Quá non, láo. Láo. Bây giờ ra rồng, bây giờ ra rồng các bạn ơi. Hạt thông nổ đã bị đánh rồi, khóa tốt, đặt E và chiêu cuối luôn ở gồng W hợp lý đấy từ Irelia. Lao xịt rồi, ui, lao xịt thế mà vẫn trúng Talon ạ. Né đi bro, cút W đấy từ Kai'Sa, bây giờ Kai'Sa chưa tiêu hóa được đứt nữa. Pharam xuống đấy từ Talon ạ. Tốt. Làm cái gì đấy bro? Làm cái gì vậy trời? Làm gì tính cân năm à? Dyna tung trăng mở trúng hai, Da Kai'Sa băng thẳng vào. Má thì đánh buồn cười quá. Hở Idol ra lại thua thôi. Cắt cái quy gì đấy? Cắt cái quy trượt được lính rồi. Cứ hở Idol ra là thua Irelia đấy. Từng thằng màu cân năm thế này thì làm sao mà chơi? Cứ để Idol lo cho. Cứ nho nho cái tay thôi. Mày làm sao nhở? Ô, tớ hận cậu ở bạn, tớ hận cậu ở bạn. Cậu hận ai? Ai hận cậu? Tớ hận cả ai? Ế. À. Thế nào nó vẫn đủ đa bạn đén thế. Bên trong cái đó thì Talon 1 cân 2 thì đốt sát thương nội tại nữa. Đủ rồi, một mạng. Shut down dành cho Talon của cứ để tao lo. Láo. Ô, thằng này nó chắc đâu, nó chửi Idol ạ. Ô, thằng này nó là sự xúc phạm. Đó là một sự xúc phạm. Rồi mày sẽ phải trả giá. Ơ, làm sao đấy nhở? Làm sao nhở? Thôi. Thôi, cứu, em xin lỗi. Mày làm sao? Idol. Ôi, hay. Tí chết nữa. W, tô, tiến hùng. Còn W bạn ơi, còn cái chiêu cuối bạn ơi. Gì đấy? Gì đấy, tiến hùng ơi, ping cao thì ping cao chứ, đừng có. Không thấy gì thế chứ. Tung chiêu cuốn đến từ Talon rồi, Nidalee có vẻ hơi rén thôi. Talon đứng chờ Nidalee, không thấy Nidalee đâu cả. Chỉ thấy có Dyna đang bị đấm liên tục bởi vị trí của Gray. Sylas đến thay tua rồi, vào đó là mình tứa xin boy sống, còn Bảo Ngọc thì không. Sau đó thì làm sao? Talon hết chiêu cuối rồi nha. Irelia làm choáng xin đẩy chiêu cuối chúng cả hai thằng. W và đâm quy và đánh tay mạng cho Irelia, nhưng sau đó cũng phải trả mạng lại. Talon đứng bấm B về, rất rén ở đây. 31-37, thua mẹ nó 6.000 tiền rồi các bạn. Idol vẫn đang đam mê doán để lẻ anh em ạ. Và sau đó thì một tia chiến kích xịt, Ezreal chuyển vòng lên đứt đánh tay, sát thương là khá nhiều. Bảo Ngọc tốc biến chạy lạng lách đánh võng, dính quy vào lên bảng. Kai'Sa của Tiến Hùng đã đến rồi, và sau đó là chiều cuối và bắn trụ bắn đi cái đường gì đây. Cầu vòng tối thượng xịt đến từ Lắc rồi, đâm quy đến từ Irelia, W trùng đến từ Kai'Sa làm choáng xịt rồi. Đứt tiếp bạn, đứt hoài đi chứ bro, đứt ăn lính thế kia. Trong khi đó thì gà ô sao đã chắc luôn, gà Gray đang TP các bạn ơi. Thấy Idol đầy lẻ, rát quá. Trụ bonus tiền đấy các bạn. Trụ là thưởng mục tiêu đấy ạ. Ui, Tele ạ. Tele này.
cay cay cũng hơi cay, tôi nghĩ là xin bỏ cũng hơi cay đấy, nhưng mà biết sao giờ, phóng lao à? À thằng này ném lao giấu tay à, mày làm sao tốc biến chạy dí đấy, mày dí đấy, mày dí đấy, tao chơi mày luôn chứ tập mày 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 bấm cái đồng hồ má, nó có cái đồng hồ cay thế. Đố anh bắt được tao, đố anh bắt được em, đố anh bắt được em, lại có trụ bao đất tiền cho Irelia. Ờ nãy giờ gỡ hai trụ bạn ơi, làm sao bắt được, chat ôn luôn, chat ôn luôn, pha này không chat ôn hơi phí anh em ạ. Hai cái thằng bắt con này, trong khi đó thì Nhi 197 đang bị đấm khu đứng giữa rồi, cần hai được với chiêu cuối của mình hay không, nó làm choáng hai người đâm quy u ạ, đẩy chiêu cuối hai người đâm quy hai phát nữa nhưng không được rồi. Ô đâm đứt lính đánh lắc còn đi bộ và chiêu cuối Irelia bắt chết nữa cũng được, thế là đổi mạng, thế là ok anh em ạ. Sai lát đến tung chiêu cuối bấm đồng hồ, ui outlay ác Diana lại giang ra một chút, con rồng nó đang bị tấn công và tốc biến chạy đến ta lâu khi nhận ra không đủ sát thương, sai lát bắt xịt giỏ. Bên phía bên kia thì ngon mày ơi, Bảo Ngọc đánh ngay quá, Bảo Ngọc ơi mày này mày tôi thấy cũng được, tôi thấy cũng được, lại tiên thưởng mục tiêu. Team idol toàn như kiểu là mấy cái thanh niên đánh kiểu xì mớp ấy, xong rồi nhà thế trận cho đối phương, xong rồi mình kiểu mình lâu lâu mình comeback một quả ấy, đánh chấp vãi cả đái luôn. Irene đang đứng chốt chặn ở đây, Ezreal bắt đầu di chuyển vào, Ezreal bắt đầu di chuyển vào và làm choáng tốt đến từ Irene, đâm quy vào, đâm quy theo W cái từ xa với mùa xanh dành cho Kai'Sa, bắt xịt đến từ vị trí của Sylas rồi. Hero Lab đang bị đấm liên tục, một tiếng tung chiêu cuối bên phía bên kia bờ tường, e qua cầu vòng tối thượng sát thương không đủ rồi, đặt e khép góc đối phương đến từ Lắc. Idol vẫn còn chiêu cuối sắp hết hạ mất rồi, thấy con Ray rồi phát tốc biến lên chói. Oh my god, Lắc đánh ác nhờ. Bên phía bên kia thì Idol bị bắn chí mạng và đó là mạng dành cho Sinboy nhưng bị làm choáng, đâm quy hai lần là chết. Thằng tiếp theo à, 17 xác đấy từ Irelia rồi, mài đâm quy vào là phải chết, tốc biến qua đánh tay luôn, đẩy chiêu cuối luôn bị kiệt sức, đâm quy né luôn cho mình, đó là một tình huống nó phóng lao làm choáng hai người. Ui đâm quy múa ác, ui múa rất ác luôn, ui rồi ôi ui rồi. Đúng quá game hai. Là mất kết thúc cái game nó sớm sớm đi các bạn. Tôi cười 30 phút rồi. Đấy cứ bảo sao Văn Tú không bình luận, không bình luận anh đồng các bạn ạ. Bình luận có nổi đâu. Ngày làm hai cặp BO3 cắt giải xong các bạn bảo tôi cười cắt thêm 30 phút game này, nó không khác gì. Bảo Văn Tú tối hôm đấy là thôi ông nghỉ stream mẹ ông đi, ông stream lập đéo gì nữa, giờ ông stream ông gãy mẹ cổ đấy, không sao ai bình luận cho tôi nghe. Thề với các bạn luôn, ngồi bình luận 30 phút này nó như kiểu bình luận 3 tiếng đồng hồ bên cắt giải anh em. Mệt vãi đái. Cười nó tốn calo các bạn. Nhưng mà vui, miễn anh em vui là tôi sẽ làm. Anh em cứ vui là Văn Tùng làm. Với cả dạo này tôi thấy là view đã hơi thấp rồi anh em ạ. View idol rank đồng hay như thế này mà view nó hơi thấp. Ở đây anh em phải chăm chỉ like vào cho nó lên đề xuất anh em ạ. Anh em phải chăm chỉ like, donate thì vui, không thì các bạn like cho Văn Tùng là ok rồi. Like, sub các thứ là vui lắm rồi. Tôi đang liên thuyên về cơm áo gạo tiền thì đang có một tiếng đứng giữa thì ăn xạ thủ chết, đứng dưới thì tớ hận cậu solo với lại Gray đứng sát nó bắn đau quá. Má nó bắn chí mạng thốn vãi nổi ạ. Bên này thì Diana nó rất gãy mẹ ba xác ở đây rồi. Nhây vãi cả đái. Phóng lao trượt đến Tinelli. Một tình huống băng lên, tốc biến lên đánh tay hồi e rồi đây này, hồi e rồi đây máy chạy hộ đến nhà xương lam ra cắt. Tao cắt. Ô, ta lông suýt nữa đã có một tình huống lên bảng đếm số vì có những động thái mang tính chất KS của idol. Ôi đứng dưới con Ray này nó lại bắn chết vị trí cho Diana nữa rồi. Bảo Ngọc lại gãy như mọi khi rồi. Ray là ba đồ nó bắn cũng đau. Idol tớt con đã bị bắt rồi. E chạy rồi. Thôi bạn. Đấp. Nè, bố mẹ outplay mày luôn. Oh my god, má nó vẫn còn cái quy theo. Ta lông bung chiêu cuối ra, báo thù cho idol. Báo thù cho idol. W. Đánh tay. Quy sao vì sao. Đồng hồ hả mày? Shut out. Mày Lắc ăn mạng thứ 15, sau đó chết thứ 11 xác. Irelia ăn được 20 xác thì fit của mẹ nó 14 xác ở đây rồi, làm choáng trượt rồi. Sylas đến để backup và đó là một tiếng Irelia rút lui. W trống, không có chiều cuối, hơi đen. Đang đút sau con xe để di chuyển lên nhưng mà không được. Lắc đang ping là Kai'Sa bản năng sát thủ rồi. W đã chết. À, Tiến Hùng vẫn đang di chuyển lên để W cộng với kêu chú cuối sắp hồi anh em ạ. Làm choáng trống, lấy chiêu cuối Irelia, đẩy chiêu cuối Irelia, sau đó thì lên bảng. Cung ánh sáng không có nhiều giá trị lắm, hồi máu lên, W trúng là R và bắn luôn. Hơi đen. Gray bắt đầu vòng ra phía sau rồi. Bắt đầu vào vị trí lại được bấm B về rồi, được bấm B, thay vì được bấm B về ẩu chết bao nhiêu lần cũng chửi anh em ạ.
vẫn còn đang đứng bơ bê vậy. Mà hơi đen cũng không có tầm nhìn anh em ạ, không trách được. Chúng ta có tổng cộng game đấu nó lên tới gần 100 kill. Phóng lao chúng băng vào cắn mày, cắn nải, mày cắn nải, tao cắt mày, tao cắt mày ra muôn mảnh, tao cắt mày thêm phát nữa, chiêu cuối thêm phát nữa làm chậm rồi, mày chạy đi, mày chạy đi, chiêu cuối lật bạ, chiêu cuối lật bạ. Ô, bị nó apply vào đồng hồ rồi, còn EQ luôn này. E đánh tay này, Q này. Ô trời. Một lát là gì đây? Ta lông tung chiêu cuối chạy ạ. Ô vãi nổi ạ. Giờ bị con rầy đấm cho chạy luôn rồi. Q vào đánh tay, rầy nó bắn sát tường đau lắm. Kích Q mù chạy, rầy không còn chiêu cuối, nó sắp hồi rồi, bị làm chậm mất rồi. Cay cay. Phải đầu trận rồi, bị ta lông đấm nhiều cay anh em ạ. Irelia bắt đầu đặt E1 ra đâm Q vào làm choáng, đâm Q. Ui làm choáng kìa, làm choáng như Irelia King vậy. Sau đó là một tiếng đâm Q hai lần hay như nào đây, cay xa két được rồi. R flat luôn. Chiêu cuối vào bắn đến từ vị trí của Tiến Hùng, flat chạy à mày, flat chạy à mày. R flat. Ôi giời ơi, chơi tiếp chứ bỏ sao được. Chơi tiếp, chơi tiếp. E lên Q đánh tay. Né, sau đó thì W dứt điểm. Ok, bắt đầu có đam rồi đấy, đội hình bắt đầu có đam rồi đấy. Bên này thì nó đang ăn mùa xanh bị sát cướp ạ. À mày dám cướp, và tí đấm về sau cướp trên dàn mướp rồi. Bên kia vẫn đang làm tình huống di chuyển, phóng lao trúng nhưng vào ngay cái vương miện không được bao nhiêu đam cả. Dí ta lông có mà dí đến sáng mai. W xịt rồi. Chích Q hay gì đi, bị xin lâu. Ôi 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 ôi. Nhìn đần thế nhờ, đủ quá. Ai đồ thân, cậu ăn xong bùa đỏ. Đó, ơ kìa, 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 ơ, ơ, cái gì đấy. Mạnh thằng nào thằng đánh thế kia, kết hợp gì đi. Và băng thẳng vào đến từ đây đã tung trăng mờ luôn, thằng sai lát chết chay luôn. Ui, ui, AFK một lúc vào đấm hết thiên hạ rồi anh em ạ. Và pha băng lên đến từ xương là bất bại, thà thông nổ đưa Irelia lên. Chết luôn vị trí của Dyna, thà thông nổ rồi. Làm choáng đến từ Irelia trúng rồi. Chiêu cuối cùng một đối tượng xịt lọt khe rồi tốc biến chạy đến từ vị trí của Nhi. Phóng lao thế mà thịt, oh my god, thế mà xịt tận ta lông đến chiêu cuối hồi chơi luôn. Parkour chạy, Idol parkour chạy ạ. Idol vẫn đang đứng đây như một bức tường và sau đó team vẫn cứ chạy. Bật tốc hành lên, thú săn mồi lên, cắt liên tục vào đầu Sinboy, lao đã xịt rồi. Cắt hơi ít ra sát tường đến từ vị trí của tớ hận cậu. Bên phía bên kia con Ray nó hơi trâu, mất nỏ từ thủ của Ray rồi, team thì cứ cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Thậm chí Irelia chạy một hồi từ đường trên chạy thẳng được dưới farm luôn. Talon vẫn đang đứng lởn vởn ở đây, bị lộ vị trí tung chiêu cuối, parkour qua tường Ray biết. Ray đứng lại chơi luôn, dồn sát thương là rất tốt đến từ vị trí của Talon. Đánh tay nhưng bị sát thương đồn rộ. Búp cái W trượt. May mà không đủ đam. Chết thằng Ray pha đấy chắc nó chửi chết luôn anh em ạ. Nó chửi thằng Lắc là chắc đến sáng mai luôn. Chúng ta có game đấu nó tầm hơn gần 110 kill rồi các bạn ơi, 36 phút rồi. Tôi không biết khi nào game nó sẽ kết thúc cả. Rồi, đang là một tiếng 2 đoạn bớt ở đây. Tập thể bên này đang 2 đoạn bớt. Ok, cái xà té lẹ thế. Irelia mất ra tinh thần, đâm quy chúng 4-3-4 thẳng kìa. Talon đã đến, tốc biến bỏ chạy hàng loạt. Bắn cung ánh sáng xịt rồi. Sát thương không đủ, Irelia vẫn sống, ảo thật ạ. Trâu thế nhở. Idol đẩy tất nhà chính bên kia rồi, mày hết chiêu cuối rồi đúng không? Mày hết đồ vương đúng không? Láo. Thằng này nãy chửi Idol anh em ạ, thằng này nãy chửi Idol các bạn ơi. Một mega liền. Ui má. Vẫn cứ là uy tín, vẫn cứ là Idol. Vẫn cứ là giáo án đam mê đẩy lẻ, lần này không còn thu thập ám, lần này là thú sát mồi các bạn ạ. Ôi đẩy banh mẹ nhà chính rồi. Ô, thế giờ bên kia có về không nhá? Bên kia có về không các bạn? Có về không? Chúng mày có về không? Một trụ. Đấm trụ trước mày sau, mày luôn, kể cả mày luôn, kể cả mày luôn. Bấm 10 cái đồng hồ, thêm cái đồng hồ nữa, thêm 2 cái đồng hồ nữa. Flash chạy ạ, flash theo, ui né lao các kiểu cắt vào. Cắt. Còn mẹ. Nó flash các kiểu bạn ơi. Không, thế là hay rồi. Đổi mạng con xài lát, ăn trụ. Ăn cả. This me, tao hay vậy. Tao hay vờ cờ lờ. Vẫn là câu chat kèm thuộc các bạn ạ. Thôi, xin lỗi. Có gì làm gì căng, từ từ bình tĩnh chúng ta giảng hòa thôi. Câu vòng đối tượng xịt rồi. Ray thổi chiêu cuối phát chết luôn, ảo đạp thế nhở. Ezreal đang phải đón Mega Boss, còn Irelia thì đang sẵn sàng đứng lại để giữ lại con Baron. Đẩy chiêu cuối và đâm Q flash chạy à mày, kiệt sức cả mày. Gồng W lên sau đó thì làm choáng ba người trước khi lên bảng. W đến cái xa từ xa của Hùng đã giết được vị trí của Lắc à nhầm, đúng rồi đấy. Và Baron đã có dành cho vị trí Nidalee, nhưng sau đó thì sao? Idol lại đang lén backdoor anh em ạ, lén xuống đấm chết mẹ Ezreal xuống backdoor luôn. Cái xa bên phía kia thì chiêu cuối vào giữa hồng địch, Talon bất lên sát thương, 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 sát
đấm liên tục vào cho tôi. W trúng né cái bắt chích cái quỳ đánh tay nội tại các kiểu hồi máu, sau đó thì W phát ra hơi đen. Sao nó tiến hùng ơi, ông vào chơi game cẩn thận chúng tôi cả, ông ơi, ông xanh phát cả đái thôi, ông đánh chắc ra cứ AFK này thôi. Cutterman, Cutterman mày ô thôi bỏ mẹ rồi, ô thôi. Night try đủ má AFK xong vào ping vẫn 400 đã hiểu ạ. Tắt đi bán rồng chưa ra thì đành đứng như chó trầu ở đây thôi, như chó trầu ấy ở đây thôi. Bắt đầu là idol kéo ra, tao đi trước chúng mày cứ đi sau, bố phải bảo kê cho khóa tốt đến từ lắc nhưng mà không dám rờ. Đó là một con Daina vẫn còn đồng hồ làm choáng đâm quy và đẩy chiêu cuối hai người. Lắc bắt đầu nhìn hơi ngán, Kai'Sa rờ bắn luôn một mạng cho Kai'Sa của Tiến Hùng rồi. Tiếp tục đó là hai mạng như nào đây, chiêu cuối đến từ lắc chỉ chúng xương là bất bại, cùng ánh sáng chúng hai ba người cũng không ăn thua, lao chúng cũng chưa đủ đàm. Ok, thế là đồng rồi. Bên kia thì Esri đang bị đấm, Talong đang có tình huống bắt cua theo, đấm liên tục thiêu đốt WQ vào dứt điểm nội tại không đầy. E lên, ô mày E lên, ô đèn thế, chọc quỳ hơi trễ. Lắc thì đã về được đến nhà, idol bật cho mình đó tốc hành lên rồi. Linh hồn rồng đất các bạn ơi, 4 rồng đất liên tục và có một lời khen cho Bảo Ngọc ấy á. Bảo Ngọc nãy giờ ăn 4 cốt rồng liên tục đấy các bạn, không đùa được đâu. Đánh đi rừng cũng có hơi hướng của Phát An. Mặc dù team thằng nào đấy fit 13, 14 xác hết rồi. Thằng nhiều nhất là 17 xác đó Irelia. Ăn lắm mà fit cũng nhiều, Lắc cũng tương tự như vậy, Lắc ăn 15 xác của team, fit coi mẹ 15 xác luôn. Trong khi đó thì là Kai'Sa đang đẩy khu đứng dưới, idol đang cùng đứng giữa đẩy luôn con lính thiên vương chùy dăm ba mega. Không phải đẩy hết. Megabot đã hồi nhưng mà sau đó chắc là cũng mất thôi. Thời gian đếm số là quá lâu, cái thời điểm phút thứ 45 này đi. Cấp 18 hết mẹ rồi, đang là tiếng đi ra đi cắn chết được đối phương nhưng sau đó bấm đồng hồ và cố gắng sống. Nhưng Irelia đâm quy theo, W đâm quy đánh tay dứt điểm rồi Esri đâm quy dịch chuyển vào hồng chạy. Bắn quy vào vị trí Tiến Hùng còn đó là Vương Miện. Và đó là tiếng tớt, cậu băng thẳng vào trụ cắt mày luôn, chiêu cuối làm chậm lần 1 đánh tay, chiêu cuối làm chậm lần 2 e rằng đánh tay quy chiêu cuối làm chậm lần 3 và đó là sát thương cho trận đồng hồ. Ê, thế nhờ mà team nếu hai follow up, hai cái thằng này máu thì nhiều, đứng ở ngoài nhìn cái gì ở đây, đẩy chiêu cuối thằng này nữa. Tiến Hùng, mạng lắc thì lắc chứ đừng có lắc não thế. Vào mà vét cái mạng đi, ôi là trời. Vào vét cái mạng end cái game hộ tôi cái. Tốc biến lên từ Đảo Ngọc, Bảo Ngọc gom hai người cho tao. Đấm hết, dọc một đường xếp hàng cắt kéo bạn ơi, xếp hàng cắt kéo, ai cũng tới lượt. Cắt đầu trên đầu dưới cắt hết, thích thì chơi không thích thì chơi thôi. Thích thì chơi, không thích thì chơi. Double kill. Được cầm tao 2 VL, Shadow lên idol. Shadow lên tao 2 VL. Talong đang áp sát rồi. End không. End được không Talong ơi. Nhiều điểm sao mất máu nhỉ. Hai. Hay là chết tiệt. Mấy thằng chết tiệt thì mày làm cái gì vậy hả? Mày làm gì hả? Mày tính làm gì? Quả ulti 2 VL nhé. Non 74 tỏa sáng. 74 tỏa sáng. Talong đang solo. Win nhanh hộ tao cái. Win nhanh hộ tao cái. Edwin bắt đầu vội lắm rồi. Lết mẹ rồi. Daina nói là lết mẹ rồi, vội lắm rồi. Quét sạch với mạng thứ 64 cho team idol, 135 kill tổng. Idol đang lừng lững bước vào, ăn nhà lính trước, ăn nhà chính sau. Không phải vội anh em ạ. Thằng Esri ra cắt thêm thằng Esri nữa. Nói thật mày luôn. Sao 74, 75, 75 tỏa sáng, 74, 75 74, 75 tỏa sáng, non. Gáy ác các bạn ơi. Game là dễ các bạn ơi, đấy. Chấp AFK nhá, dừng AFK, sub AFK. Thằng midfit lòi luôn. Thằng AD đánh ping 7-800 vẫn win. Out trình. Và đây là lý do vì sao idol đã lên được sát 2 rồi nhá các bạn. Từ sát 3 lên sát 2 nó là cả một quá trình, ok chưa? Một cái giá hết sức gọi là thế giới đến từ idol với một con Gwen đẩy lẻ hỗ trợ với tốc hành thú săn mồi và cả giáp máu của móc anh em ơi. Dạo gần đây thì như chia sẻ thì Văn Tùng đang rất là bận và không có nhiều thời gian lắp cắt những game như thế này. Những game như này rất là vui và Văn Tùng thực ra rất là muốn cắt nhưng mà nó rất tốn calo, rất tốn thời gian. Đấy, một game như này nó kéo tới sáu mấy, nếu mà làm cả clip nữa thì nó phải từ 5-60 phút. Và cắt thì nó cũng rất là đau họng. Thế là rất là mong anh em thông cảm là trong khoảng thời gian này thì Văn Tùng sẽ cố gắng làm. Tất nhiên là vẫn sẽ làm và tầm 2 số một tuần. Tuần nào mà bận quá thì là tầm 1 số. Tuần nào rảnh một chút thì tầm 2-3 số. Vẫn sẽ duy trì series này các bạn cứ yên tâm. Chỉ là đừng có hối Văn Tùng quá vì làm không có nổi các bạn ơi. Làm không nổi, nhiều giải quá. Chờ vãn giải đi Văn Tùng sẽ làm nhiều hơn. Và anh em đang xem thì cũng đừng quên ủng hộ cái series này bằng cách like, subscribe. Các bạn đề xuất cho mình rất là nhiều các cái game mà idol đánh nhưng mà thú thật là mình không có đủ sức để cắt. Nhưng mà mình vẫn sẽ duy trì cái series này các bạn cứ yên tâm, nó sẽ không mất trên kênh Văn Tùng đâu. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi video clip và hy vọng nó sẽ mang lại những giờ phút giải trí cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào các cái giáo án khác ở tại bình luận đánh đồng ở các số sau anh em nhé. Bye bye.